Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Thánh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay bên em sẽ giới thiệu cho các bác và anh em một mẫu quản lý nguồn mới nhất, cao cấp nhất đến từ ETC, có mã là ETC-E10. Một dòng quản lý nguồn vừa mới cập bến. Và trong video này bên em sẽ giảm giá ngay 5 chiếc đầu tiên cho các bác với một mức giá là em cam kết là một mức giá cực kỳ là tốt. Và ngoài ra sẽ có những phần quà dành riêng cho các bác mua những chiếc quản lý nguồn hàng chính hãng của ETC này. Thì là rất là mong muốn các bác đang theo dõi video nhé, bỏ ra 3 giây hoan hỉ cho bên em xem này, một đăng ký kênh và nhấn chuông để tiếp theo tiếp động lực để thì anh em sẽ tiếp tục làm các video giới thiệu sản phẩm cũng như là xả hàng giá rất là sốc cho các bác và anh em nhá. Các bác già và anh em đang theo dõi hoan hỉ nhá, rất là mong muốn cho bên em xem này, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ thầy nhau đoạn. Về những chiếc quản lý nguồn ETC hàng chính hãng E10 này, bên em sẽ giới thiệu chi tiết, sau đó là sẽ báo giá ở cuối video một mức giá em cam kết là giá tốt nhất thị trường hiện nay. Với một thiết kế là mặt trước, anh em thấy một tấm kim loại phay nhôm được sơn tĩnh điện màu đen rất là đẹp cho các bác và anh em. Cũng như là sẽ có thiết kế một ổ cắm đằng trước và một Autobat, đấy, sẽ chống cháy chập quá tải cực kỳ là tốt. Và điểm nổi bật là một cái màn hình LED ở đây, màn hình LED hiển thị đầy đủ các thông số. Ở đây sẽ có thông số vôn này. Các anh em có thể 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là các ổ cắm đằng sau. Anh em có thể tắt bật từng cổng. Tắt bật từng cổng và anh em nhìn nhé, màn hình LED rất là rộng. Và đây hàng mới nguyên siêu, chưa bóc siêu đâu. Anh em về nhà có thể bóc siêu ra, nó rất là bóng và đẹp. Đấy, rất là đẹp cho các bác và anh em. Và chức năng đầu tiên phải nói đến những chiếc quản lý nguồn này, nó sẽ chống cháy chập quá tải cực kỳ là tốt. Khi bất kỳ một sự cố về mo ve cháy chập quá tải, áp này sẽ nhảy này. Đấy, đảm bảo tất cả các thiết bị điện đấu vào đây được an toàn. Đấy, chức năng rất là quan trọng cho các bác nha, mà một thiết bị cực kỳ là cần thiết. Thứ hai nữa là khi anh em bật lên đây, anh em thấy nó sẽ lần lượt bật lần lượt từ cổng 1 đến cổng 8. Và khi anh em không sử dụng đến, anh em tắt đi, nó sẽ tắt lần lượt từ cổng 8 đến cổng 1. Đấy, chức năng rất là cao cấp. Chức năng này sẽ giúp các bác và anh em đấu các thiết bị âm thanh sẽ không gây tiếng bụp ra loa. Đấy, và một chức năng nữa anh em có thể thấy nhá, nó sẽ có một nút control ở đây để tắt bật từng cổng. Nó nháy ở cổng nào anh em có thể bật và tắt ở cổng đấy. Ví dụ em đang xoáy ở đây, nó nháy cổng 2 anh em ấn vào nó sẽ tắt này. Đấy, sang cổng tiếp anh em có thể điều chỉnh sang cổng 5 đây, nháy và anh em sẽ tắt đi. Bật lại thì anh em chỉ cần ấn lại một lần nữa và xoáy sang cổng 2 đây. Đấy, xoáy sang cổng 2 nhá, ấn lại lần nữa nó sẽ bật lên. Chức năng cực kỳ cao cấp, tắt bật từng cổng và lần lượt khi mà tắt và bật nó sẽ từ lần lượt từ 1 đến 8 và 8 đến 1. Và đây là hàng chính hãng của ETC, đây sẽ quay cho các bác anh em nhá. Hàng này hàng chính hãng của ETC, có tem mác đầy đủ của hãng nhá, cũng như là tem bảo hành điện tử của sản phẩm. Cực kỳ chất lượng luôn. Và đằng sau đó nhá, đằng sau em sẽ giới thiệu đằng sau trước, sau đó là em sẽ mở nội thất và quay cho các bác và anh em. Đằng sau của nó với thiết kế là một ổ cắm đằng trước và có 8 ổ cắm đằng sau, nên là cắm gần như là đầy đủ các thiết bị âm thanh, TV hay là các màn hình LED cắm vào đây được đầy đủ. Đấy, với thiết kế là một ổ cắm đằng trước và 8 ổ cắm đằng sau. Và tất cả các ổ cắm đằng sau anh em để ý nhá, đều là các lá đồng rất là dày đây. Các lá đồng rất là dày luôn, và bên trong của nó các cái chân này đều có các mút ổ cắm. Đấy, tránh trường hợp là cắm bị lỏng mà bị dây dẫn đến là mo ve thì ở đây nó có các cái đây. Anh em nhìn thấy bên trong nó màu đen đen này, nó có các cái mút ổ cắm cực kỳ chất lượng cho anh em nhá. Đấy, một dòng quản lý nguồn cao cấp nhất đời, cao cấp nhất đến ETC. Và sẽ đây thì sẽ mở ruột gan cho các bác xem một dòng quản lý nguồn mà nhiều anh em là bỏ qua chức năng này, thì anh em có thể tham khảo chức năng này được thì anh em sẽ giới thiệu cho các bác. Đây, em mở ruột ra thì anh em có thể thấy này, một dòng quản lý nguồn đây, cực kỳ là cao cấp luôn, có đầy đủ chức năng, đầy các rơ le nhá. Khi mà sự cố điện thì rơ le này sẽ báo đến áp và áp sẽ nhảy, lúc đấy bảo vệ các thiết bị điện. Thứ hai nữa là các cái tụ lọc đây, có tụ lọc điện vào này, điện ra này, và các cái cuộn lọc, đấy, cuộn lọc nguồn sẽ giúp cho các bác và anh em, tất cả các thiết bị điện của các bác và anh em được sử dụng qua những nguồn điện sạch. Đấy, nguồn điện sạch sẽ chức năng như nào thì em sẽ giới thiệu cho các bác nhá. Khi mà có nguồn điện sạch thì các bác cắm vào đấy, sử dụng nguồn điện sạch thì thứ nhất là sẽ giảm ù xì qua các thiết bị âm thanh rất là nhiều. Đấy, giảm ù xì rất là nhiều. Thứ hai nữa mà các linh kiện điện tử được sử dụng nguồn điện sạch, qua đó là sẽ ít tỏa nhiệt hơn, sẽ gây ra ít nhiệt hơn. Ví dụ như là anh em sử dụng một cái tivi, nó sẽ gây ra 10 độ thì qua những chiếc quản lý nguồn này nó sẽ gây ra khoảng 3 đến 4 độ thôi. Lúc đấy là các linh kiện điện tử nó sẽ được bảo vệ tốt hơn. Đấy, không tỏa nhiệt ít, sẽ linh kiện điện tử này sẽ được bảo vệ tốt hơn, qua đó là tuổi thọ được sự nâng cao. Đấy, đây là chức năng mà rất nhiều anh em không để ý những chiếc quản lý nguồn cao cấp có lọc nguồn nhá. Và đây anh em có thể thấy dây nguồn của nó đây, tất cả các dây đồng rất là to luôn.
dây đồng rất là to nên chịu tải cực kỳ là tốt. Đây dây, đây dây rất là lớn và chịu tải rất là tốt cho các bác và anh em. Ok chưa? Dây quá là khủng luôn. Anh em cứ yên tâm nhá, làm sự kiện hoặc là quán bar, phòng karaoke chịu tải tất cả các thiết bị âm thanh của anh em, một vài con đẩy, các dàn âm thanh vang, mic quản lý nguồn, quản lý nguồn hay là lưng tiếng cắm vào đây cho các bác ok hết. Đấy. Và anh em cần cắm rất nhiều thiết bị, một ổ cắm đằng trước và có 8 ổ cắm đằng sau. Chức năng là tắt bật từng cổng cực kỳ là cao cấp. Và đặc biệt nhá, khi mà em mua những chiếc quản lý nguồn này, em sẽ giảm giá ngay cho các bác 5 chiếc đầu tiên để giới thiệu sản phẩm với một mức giá là cam kết là giá tốt nhất thị trường hiện nay. Cũng như đây, anh em mua hàng nhắn tin số em nhá. Cũng như là sẽ có những phần quà dành riêng cho các bác mua quản lý nguồn là một bộ pin sạc đến từ Double Pow, bao gồm một đốc sạc và 4 quả pin. Giá ngày hôm nay nhá, em sẽ bán cho các bác giá cực kỳ là tốt. Ngoài thị trường, anh em mua những chiếc quản lý nguồn hàng chính hãng của ETC E10 này, bảo hành 1 năm, giá là không dưới 1,5 triệu. Không dưới 1,5 triệu, nhưng ngày hôm nay nhá, em tặng quà là một bộ pin sạc. Và giá chỉ 5 chiếc đầu tiên là 1,2 triệu. Bên em sẽ bao ship cho các bác và nhận hàng được kiểm tra trước khi thanh toán. Ok chưa? Tặng thêm một bộ pin sạc cho các bác và anh em sử dụng mic không dây. Giá chỉ có 1,2 triệu, anh em không nghe nhầm nhá. 1,2 triệu bao ship và nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán. Mua hàng em nhắn tin số là em chốt quản lý nguồn E10. Giá cực kỳ là tốt nhá, màn hình LED to này, chống cháy chập quá tải, tận bật tắt từng cổng. Đấy, có lọc nguồn đầy đủ, giá chỉ có 1,2 triệu. Giá cực kỳ là tốt cho các bác và anh em. Các bác mua ở ngoài thị trường nhá, không dưới 1 triệu lận, không dưới 1,5 triệu. Em bán cho các bác và anh em chỉ có 1,2 triệu cộng thêm quà tặng nữa. Ok chưa? Đấy, giá cực kỳ là tốt. Em mua hàng nhanh tay nhắn tin số em chốt quản lý nguồn E10. Giá cam kết là giá tốt nhất thị trường cho các bác và anh em. Đấy, anh em theo dõi video nhá. Tiếp tục rất là mong muốn anh em hoan hỉ cho bên em Simonai một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Nhau Đồ ạ. Xin cảm ơn anh em.